Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 9 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy, Huyện ủy Kiến Thụy và Quận ủy Ngô Quyền. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra công tác bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Huyện Kiến Thụy đưa vào hoạt động cửa hàng bán thịt lợn an toàn phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quận ủy Ngô Quyền và Huyện ủy Kiến Thụy. Cùng dự có đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Theo quyết định trên, Ban Thường vụ Thành ủy điều động và bổ nhiệm đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận Ngô Quyền giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kể từ ngày 9 tháng 4 năm 2019. Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, là cán bộ nữ được rèn luyện và trưởng thành ở nhiều cương vị công tác, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn đồng chí Đào Khánh Hà tiếp tục cùng tập thể, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đoàn kết sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, sớm tiếp cận công việc, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ công tác tham mưu cho Thành ủy về công tác tuyên giáo. Đồng thời, cần sớm bắt tay vào việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng và kịp thời tham mưu đề xuất giúp Thường trực Thành ủy và Thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tin tưởng của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà bày tỏ quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong rèn luyện và trau dồi bản thân, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết đại hội Đảng, tích cực nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định về công tác cán bộ Quận ủy Ngô Quyền. Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy điều động và bổ nhiệm đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận Ngô Quyền giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kể từ ngày 9 tháng 4 năm 2019. Ban Thường vụ Thành ủy phân công đồng chí Đào Trọng Đức, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Quyền phụ trách chỉ đạo điều hành công việc của Đảng bộ Quận Ngô Quyền cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Quận ủy Ngô Quyền kể từ ngày 9 tháng 4 năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng đồng chí Đào Khánh Hà được Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới là Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, đồng chí Đào Khánh Hà là cán bộ nữ có năng lực, có nhiều nỗ lực, cố gắng cùng tập thể lãnh đạo quận Ngô Quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác, đồng thời tin tưởng tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Chúc mừng đồng chí Đào Trọng Đức, cán bộ trẻ có năng lực, trình độ và trách nhiệm với công việc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn đồng chí Đào Trọng Đức với trọng trách là Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ quận Ngô Quyền sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tuyên truyền, xây dựng Đảng và vận động quần chúng nhân dân, góp phần phát huy truyền thống của quận Ngô Quyền, đơn vị luôn đi đầu trong mọi phong trào thi đua của thành phố. Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định về công tác cán bộ Huyện ủy Kiến Thụy. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bùi Đức Thảo, Phó Bí thư Huyện ủy được nghỉ công tác từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 cho đến thời điểm nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ về công tác tại huyện Kiến Thụy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2019. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Bùi Đức Thảo, góp phần giúp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa mong muốn đồng chí Bùi Đức Thảo tiếp tục quan tâm và có đóng góp thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Kiến Thụy. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Tuấn trên cương vị mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa tin tưởng tân Phó Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy
sẽ phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, tạo đột phá trong xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra công tác bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự đường hè trên địa bàn thành phố. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các sở ngành địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, việc lập lại trật tự đường hè nhằm làm cho đường thông hè thoáng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng thành phố cảng văn minh hiện đại. Đồng chí ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các sở ngành địa phương trong công tác này. Tuy nhiên, hiệu quả chưa đạt yêu cầu đề ra, việc sử dụng hè đường trên nhiều tuyến phố còn lộn xộn, chưa đúng quy định. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát lại các tuyến đường, tuyến phố theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các địa phương như Chủ tịch phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tổng hợp lại có văn bản chỉ đạo thống nhất chung, rà soát lại các hộ kinh doanh có phương án giải quyết hợp tình hợp lý, quan tâm đến việc bảo đảm an sinh xã hội, tập trung xử lý các hộ kinh doanh lớn. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét lại hiệu quả của tổ quản lý đô thị phường, đồng thời xem xét cơ chế chính sách phù hợp đối với những người làm công tác này. Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình nghe báo cáo về việc chuẩn bị đảo chiều đường Cầu Đất và điều chỉnh phân luồng một số tuyến lân cận. Đến chiều nay, mọi công tác chuẩn bị đảo chiều đường và phân luồng mới đã được Sở Giao thông Vận tải cơ bản thực hiện xong. 9 nút giao thông được mở rộng, đã di chuyển các cột đèn tín hiệu cũ, lắp đặt mới các cột đèn tín hiệu tại 6 nút giao, hoàn thiện hệ thống biển báo, lắp đặt rào chắn barrier đường Lương Khánh Thiện tại ngã 6 cũ và các nút giao đường bộ với đường sắt khác. 22 giờ tối nay, Sở Giao thông Vận tải sẽ đồng loạt thay đổi đèn tín hiệu, thay thế hệ thống báo hiệu mới, sơn lại vạch kẻ đường, sẵn sàng cho mọi hoạt động giao thông diễn ra bình thường vào sáng mai. Liên quan đến nút giao ngã tư trước cửa ga Hải Phòng, khi đường Lương Khánh Thiện trở thành đường hai chiều có thể gây ùn tắc, mất an toàn giao thông khi tàu về ga, Sở Giao thông Vận tải đề nghị lắp thêm đèn tín hiệu trước cửa ga tại điểm giao giữa đường Lương Khánh Thiện và Phạm Ngũ Lão và đề xuất lắp thêm cụm đèn thông minh tại ngã ba Tô Hiệu Hàng Kênh để xử lý ùn tắc. Nút đèn tại ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh hiện đã quá cũ, Sở đã tiến hành thay mới bằng hệ thống đèn LED, phối hợp với ngành đường sắt xử lý nút giao thông khi tàu chạy qua bằng cách gắn hộp công tắc tại các cần chắn đẩy, trực tiếp kết nối, truyền thông tin đến các nút giao thông khác để hạn chế lưu lượng qua các tuyến liên quan, tránh ùn tắc. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, thành phố xem xét đảo chiều giao thông một số tuyến phố nhằm tạo thuận lợi cho giao thông hướng tâm từ bên ngoài vào nội đô, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, du khách tham quan thành phố và bảo đảm mỹ quan đô thị. Lãnh đạo thành phố hoan nghênh các sở ngành địa phương và người dân đã ủng hộ để đến chiều nay về cơ bản đã đủ điều kiện để thực hiện việc đảo chiều bắt đầu từ 0 giờ ngày mai theo đúng kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí và cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, thực hiện tốt việc đảo chiều giao thông tại một số tuyến phố. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều chỉnh phân luồng giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời theo dõi đánh giá để có báo cáo về kết quả triển khai sau khi triển khai từ 7 đến 10 ngày. Qua đó có thể xem xét điều chỉnh để tạo thuận tiện nhất cho người dân và du khách. Đặc biệt lưu ý các nút giao với đường sắt để có cảnh báo tốt nhất, hiệu quả nhất. Đề nghị các đơn vị làm tốt việc sơn kẻ vạch đường, phối hợp với Điện lực Hải Phòng kiên quyết di chuyển các cột điện còn ở dưới lòng đường, chấm dứt ngay tình trạng còn cột điện dưới lòng đường, bảo đảm đường thông hè thoáng, có cảnh báo trong thời gian triển khai. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng di chuyển cáp viễn thông, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xử lý tình trạng các biển quảng cáo gây mất mỹ quan ở các nút giao thông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đường phố. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến kiểm tra tiến độ thi công và công tác chuẩn bị khánh thành nút giao Nguyễn Văn Linh, công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị khởi công tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con thuộc dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen Cầu Giào 2, công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Hiện nay nhà thầu đang thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng vào cuối tháng 4 năm 2019 và thực hiện nghiệm thu để sẵn sàng khánh thành vào dịp kỷ niệm 13 tháng 5. Các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công công trình tuyến đường trục cũng đang được triển khai theo quy định.
Công trình tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con và cầu qua Hồ Sen đi qua 4 phường của quận Lê Chân có tổng diện tích đất phải thu hồi là hơn 59.000 m2, liên quan đến 553 hộ dân và 11 tổ chức. Đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt 1 tại khu vực dự kiến tổ chức lễ khởi công cho 11 hộ đất nông nghiệp và 7 hộ đất ở với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng. Quận cũng đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 318 hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư A51 trên địa bàn phường Vĩnh Niệm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Nhà thầu và quận Lê Chân trong việc bảo đảm tiến độ các công trình. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý Dự án phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xe máy lưu thông trên cầu vượt, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm thông luồng giao thông cho xe máy di chuyển bên dưới cầu. Quận Lê Chân tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình tuyến đường trục chính và khu tái định cư A51 trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, áp dụng linh hoạt các cơ chế chính sách về bồi thường hỗ trợ cho người dân phải di rời, nhất là trong việc bố trí nhà tạm lánh và đất tái định cư. Sở Xây dựng sắp xếp quỹ nhà ở cho các hộ dân không có điều kiện. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động ra soát các nguồn vốn bố trí cho dự án, đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thực hiện nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 về cơ chế chính sách hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thời gian qua, huyện Tiên Lãng đã tăng cường rà soát, lập danh sách những đối tượng hộ gia đình đủ tiêu chuẩn, chuẩn bị thủ tục để tiếp nhận hỗ trợ của thành phố, bảo đảm quyền lợi đầy đủ cho các đối tượng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nhiều hộ mặc dù đã khởi công công trình nhà ở nhưng vẫn chưa nhận được vật tư hỗ trợ của thành phố. Ông Phạm Văn Ngọ ở thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng là thương binh hạng 3/4. Theo các tiêu chí về đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tại nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, ông Ngọ được đăng ký xây nhà mới và được hỗ trợ 5,9 tấn xi măng cùng 14.000 viên gạch. Phấn khởi khi có sự hỗ trợ của thành phố, gia đình ông Ngọ đã tiến hành khởi công xây nhà. Tuy nhiên đến nay, sau hơn một tháng khởi công, gia đình vẫn chưa được nhận vật tư hỗ trợ. Gia đình tôi thì đã khởi công rồi mà chưa thấy nguyên vật liệu về thì cũng rất là mong nóng ruột và cũng mong muốn làm sao bên chính sách cũng như là bên thành phố hỗ trợ về sớm thế nào để cho chúng tôi hoàn thành công việc nữa bây giờ sớm một tốt. Triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cùng với nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, xã Toàn Thắng có 42 đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Đến nay, đã có 33 nhà được xây mới sửa chữa. Trong số 9 nhà còn lại, có 3 nhà đăng ký nhận vật tư trong tháng 4. Các hộ gia đình này đều đã tiến hành khởi công và thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp nhận hỗ trợ vật tư. Đối với các hộ gia đình chính sách, ở đây thì cũng hầu như là các gia đình chính sách là cũng đã có tuổi đã lớn rồi. Có nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố thì là chúng tôi cũng đã gặp gỡ các hộ gia đình chính sách là động viên, là cố gắng làm sao là trong cái thời điểm này là được cái sự ủng hộ của thành phố thì chúng ta cũng cố gắng làm sao mà triển khai sớm. Năm 2019, huyện Tiên Lãng đã rà soát và đăng ký 159 nhà gồm 100 nhà xây mới, 59 nhà sửa chữa theo nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 về hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, xây mới sửa chữa nhà ở. Tổng số xi măng được đề nghị hỗ trợ là 6.756 tấn, số gạch đề nghị hỗ trợ là 156 vạn viên. Đến thời điểm này, nhiều gia đình trong diện được hỗ trợ trên địa bàn huyện đã khởi công công trình, với mong muốn sớm được tiếp nhận vật tư để hoàn thành trong niềm vui phấn khởi trước sự quan tâm thiết thực của thành phố. Như thông tin chúng tôi đã đưa về việc dự án khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi tiếp tục thông tin tới quý vị xung quanh vấn đề này. Dự án đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi có diện tích hơn 304 ha nằm trên địa bàn quận Ngô Quyền và quận Hải An với tổng mức đầu tư 1.881 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2002. Tuy nhiên, theo quyết định số 1917 ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án được kéo dài thời gian. Theo đó, sẽ hoàn thành và kết thúc vào năm 2023. Đến nay, vẫn còn 79,2 ha chưa giải phóng được mặt bằng. Trong đó, quận Ngô Quyền còn 69,2 ha, quận Hải An còn 10 ha.
Chính những vướng mắc này đã không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của hàng trăm hộ dân thuộc diện di rời giải phóng mặt bằng. Dự án này kéo dài nhưng đang thực hiện chứ không phải là dừng lại, và hiện vẫn đang thực hiện tất cả mọi công việc. Nhưng tại sao chậm? Khi bắt đầu thực hiện dự án là chúng ta thực hiện luật đất năm 1993. Và tiếp theo là dự án lại một luật đất đai tiếp là năm 2003. Và đến nay lại chúng ta lại phải thực hiện theo luật đất đai năm 2013. Tức là việc mà xác định cái nguồn gốc đất đai cũng đã mất một thời gian dài. Định giá đất này thì thời gian kéo dài quá. Năm 2019, dự án đặt mục tiêu tập trung giải phóng mặt bằng tại các khu vực trên địa bàn 3 phường Đông Khê, Cầu Tre, Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Đây là các địa bàn còn nhiều hộ dân đang sinh sống trên diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng, cũng như các hạng mục mấu chốt theo quy hoạch của dự án. Tất cả các ban ngành, từ chính quyền địa phương đến ủy ban quận, các phòng ban phải vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân và tập trung giải quyết tất cả những cái vướng mắc. Và thì tôi nghĩ rằng là người dân tại công trình sẽ phát triển được. Về kinh phí tôi khẳng định luôn, về đối với dự án là năm không thiếu tiền để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng. Đã đến lúc các địa phương và đơn vị liên quan cần tăng cường công tác phối hợp, triển khai các giải pháp mang tính quyết liệt và mau lẹ, trước hết nhằm bảo đảm cuộc sống của người dân. Thưa quý vị, thời gian qua trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, không ít hộ gia đình do chưa rõ về cơ chế lây lan của dịch bệnh nên đã e dè, thậm chí quay lưng với thịt lợn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các sản phẩm từ thịt lợn tiêu thụ khá chậm. Để thúc đẩy thị trường, ngay trong sáng nay, huyện Kiến Thụy đã mở cửa hàng bán thịt lợn an toàn đầu tiên trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Kiến Thụy đã kết hợp với hợp tác xã chăn nuôi Thái Sơn, xã Tú Sơn để mở cửa hàng bán các sản phẩm thịt lợn an toàn tại trung tâm thị trấn Núi Đối. Với nguồn cung là lợn được chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc giết mổ và kiểm dịch đúng quy định nên các sản phẩm thịt lợn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ. Ngay trong buổi sáng nay đã có 100 cân giò và hơn 700 cân thịt lợn được bán hết. Thực ra là khi có dịch thì tâm lý là ai cũng rất sợ và phải rất cẩn thận, thận trọng khi mà đi chợ lựa chọn thực phẩm cho gia đình. Thế nhưng mà theo như mình được biết qua truyền thông thì cái dịch khi nó bùng phát ở một địa điểm nào đó thì là mình đã kịp thời khoanh vùng, và cái sản phẩm thịt lợn đưa ra thị trường thì cũng là những cái thực phẩm thịt lợn an toàn và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì mình mới mua thôi. Gia đình nhà tôi thì cũng thường xuyên sử dụng thịt lợn, thế nhưng mà từ ngày mà nghe thấy có dịch bệnh thì gia đình tôi cũng không sử dụng đến nữa và hạn chế sử dụng luôn. Thì hôm nay tôi có đi qua đây và thấy có đề bán thịt lợn sạch, thịt lợn an toàn thì tôi cũng rẽ vào để mua về ăn để cải thiện trong các bữa ăn hàng ngày. Tại cửa hàng bán sản phẩm thịt lợn an toàn, huyện Kiến Thụy đã treo pano áp phích tuyên truyền về dịch tả lợn châu Phi, cách phân biệt thịt lợn sạch với thịt lợn bệnh, qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Ngoài ra, cửa hàng kết hợp việc bán thêm các sản phẩm rau củ quả sạch để tạo thuận lợi cho người tiêu dùng. Chúng tôi cũng sẽ triển khai cái việc là nhân rộng các mô hình này. Cụ thể là đối với các cái hợp tác xã chăn nuôi sẽ cung cấp cái sản phẩm thịt lợn sạch đến tận các cái chợ để mà đến tay người tiêu dùng và có những cái nhận biết hồ sơ liên quan đến cái nguồn gốc xuất xứ của thịt lợn. Ngày mai 10 tháng 4, huyện Kiến Thụy sẽ tiếp tục mở thêm 3 cửa hàng bán thịt lợn an toàn tại các xã chăn nuôi nhiều lợn là Tân Phong, Tú Sơn và Ngũ Đoan. Thông qua các cửa hàng bán thịt lợn an toàn, các cơ quan chức năng muốn xóa tan tâm lý lo ngại của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thịt lợn vì lợn được nuôi đúng quy trình, được kiểm dịch và kiểm soát giết mổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, kịp thời động viên hỗ trợ các hộ chăn nuôi đẩy nhanh việc tiêu thụ thịt lợn. Qua cái mô hình này, chúng tôi mong muốn là nhân rộng nó ra trên địa bàn toàn thành phố. Và qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn là người tiêu dùng hãy tin tưởng tiêu thụ cái sản phẩm thịt lợn. Bởi vì là tất cả những cái con lợn mà bị dịch tả châu Phi là chúng tôi đã tiêu hủy hết rồi. Vì vậy, những cái thịt lợn mà bà con người tiêu dùng mà mua, ăn thì đều an toàn.
Hiện nay giữa lúc dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục phát sinh và chưa được khống chế, thì việc người tiêu dùng yên tâm và tiếp tục sử dụng các sản phẩm thịt lợn là góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi cái dịch tả lợn châu Phi xâm lấn vào các đàn lợn khỏe mạnh, góp phần giảm tổn thất và thiệt hại cho người chăn nuôi. Trong phần tiếp theo của chương trình, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, bảo đảm mỹ quan đô thị. Với gần 650.000 tấn rác thải rắn các loại trên địa bàn thành phố phát sinh mỗi năm, yêu cầu đặt ra trong xử lý loại rác thải này đòi hỏi ngày càng cao. Những năm gần đây, từ việc khuyến khích xã hội hóa, ngoài các doanh nghiệp nhà nước, bước đầu đã có những doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp tham gia vẫn còn rất hạn chế. Trong tổng số chất thải rắn trên địa bàn thành phố, có khoảng 97% là chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tại hai khu xử lý Tràng Cát và Đình Vũ. Còn lại, các loại chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn, chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn nguy hại chưa được xử lý triệt để, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Đây là nhà máy xử lý chất thải của một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực môi trường, công suất 1,2 tấn một ngày với phương pháp xử lý chủ yếu là đốt. Công ty Toàn Thắng thì đầu tư với hai cái hình thức quy mô đầu tư về xử lý chất thải. Một cái dòng hình thức là hình thức kiểu xử lý triệt để, đó là theo hình thức là phương pháp đốt. Còn một cái hướng thứ hai là các cái công nghệ xử lý theo dạng hướng tái chế. Ví dụ như tái chế hạt nhựa, một số cái dòng tái chế dầu, tái chế dung môi và một số cái tái chế kim loại. Đấy, thế thì cũng ở mức độ là một số cái dòng cái hiện tại là cái công nghệ nó chỉ là mức độ nhỏ lẻ thôi, chưa được đầu tư hiện đại và đồng bộ. Chất thải nó thải ra nhiều như này mà cái công suất nó thì nó chỉ được cái giới hạn, cho nên là công ty đang đề nghị thành phố là tới đây tạo điều kiện cho công ty được mở rộng thêm cái dự án mới để đầu tư cái dây chuyền mà cái công nghệ nó hiện đại. Trong khi phần lớn chất thải rắn chưa được phân loại tại nguồn, lại thêm số doanh nghiệp tham gia còn hạn chế, công nghệ xử lý rác thải chất thải của các doanh nghiệp còn thô sơ, nên việc tái chế, xử lý chất thải rắn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra. Đây là một cái lĩnh vực mà nó mang lại cái điều rất lợi ích cho xã hội. Thì chúng ta có thể miễn thuế với một thời gian rất dài. Đấy. Thứ hai là chúng ta hỗ trợ họ về mặt công nghệ. Thứ ba là chúng ta hỗ trợ họ về mặt bằng. Đấy. Và điều cuối cùng tôi nghĩ rằng là cũng không thiếu phần quan trọng là chúng ta làm sao phải tạo dựng được cả một cái cộng đồng, cả một xã hội có ý thức thực hiện cái việc là phân loại rác đầu nguồn để tạo cái động lực, cái đầu vào cho các cái cơ sở thu gom và vận chuyển xử lý chất thải rắn này. Với mục tiêu đến năm 2025, 100% lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 100% các nhà sản xuất thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật. 97% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom xử lý hợp vệ sinh, thì việc đẩy mạnh xã hội hóa và huy động cộng đồng tham gia xử lý chất thải rắn được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để Hải Phòng thực hiện thành công. Nhanh nhẹn, năng nổ và hoạt bát, đó là những gì mà cán bộ đảng viên ở địa phương thường xuyên nhắc về nữ bí thư chi bộ làng văn hóa Quyết Thắng thuộc Đảng bộ xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo. 9 năm làm bí thư chi bộ, trong suốt quá trình tham gia công tác, đồng chí Hoàng Thị Dung luôn hết mình với phong trào và người dân quê hương mình. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, làng văn hóa Quyết Thắng luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua của xã Đồng Minh. Đặc biệt, khi phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động, làng tập trung vào làm đường giao thông và nâng cao tính tự quản trong cộng đồng dân cư. Công việc vận động bà con đóng góp không phải dễ dàng, song không ngại khó khăn vất vả, đi sớm về khuya. Bà Dung đã cùng với trưởng thôn, ban công tác mặt trận và các đồng chí trong chi ủy họp bàn thống nhất kế hoạch, tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ lợi ích thiết thực trong xây dựng phong trào tự quản, chương trình làm đường giao thông. Ngoài cái tham gia những cái lớp tập huấn của đảng cấp trên mà thì bản thân này cũng tìm hiểu kinh nghiệm qua sách báo, qua những cái bản tin và những cái gương mà người tốt trong cái báo Hải Phòng đấy, thì qua đó thì mình nói chung là rút kinh nghiệm
và học hỏi để phục vụ chính cái nhiệm vụ của mình. Với sự chân thành, nhiệt huyết, bà Dung đã vận động được đông đảo các hộ dân nơi đây và nhiều người con xa quê ủng hộ đóng góp tiền của, công sức, xây dựng hơn 1.200 mét, đắp bờ vùng bờ thửa, xây dựng tuyến đường khuyến nông với tổng kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Đồng thời vận động nhân dân tích cực chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới. Chi bộ làng văn hóa Quyết Thắng luôn duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, xây dựng chuẩn mực của người cán bộ đảng viên. Với chi bộ Quyết Thắng thì đồng chí bí thư chi bộ tuy là một đồng chí cán bộ nữ nhưng mà rất là sung sáo, nhiệt tình, trách nhiệm. Thế mà phải nói là cũng rất nhiệt huyết với phong trào. Cho nên là từ công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng ở một cái đơn vị này thì chúng tôi cho là một cái đơn vị mà có thể nói là tiêu biểu cho đảng bộ đồng minh và tiêu biểu cho cái việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên của địa phương chúng tôi. Tích cực với công tác xã hội, hết lòng vì phong trào chung, với tâm nguyện đóng góp xây dựng quê hương đồng minh ngày một giàu mạnh hơn, người nữ bí thư chi bộ ấy đã cùng tập thể đạt nhiều phần thưởng xứng đáng. Nhiều năm liên tục, chi bộ làng văn hóa Quyết Thắng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cá nhân bà Dung cũng được các cấp biểu dương khen thưởng. Kể từ 0 giờ đêm nay, Sở Giao thông Vận tải sẽ điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời đường Cầu Đất và các tuyến phố lân cận. Sau đây là những thông tin người dân cần biết về đợt phân luồng này để giao thông thuận lợi. Đảo chiều ngược lại đối với 3 tuyến đường: Cầu Đất, Mê Linh, Lê Lợi. Đường Phạm Minh Đức, điểm đầu từ ngã 6 Máy Tơ, điểm cuối là ngã 3 giao cắt với đường Lê Lợi. Một chiều đối với ô tô, hai chiều đối với xe máy, xe đạp, xe thô sơ. Đường Lương Khánh Thiện, đoạn từ ngã 4 Đạp Công Nhân đến ngã 3 Lương Khánh Thiện, Phạm Ngũ Lão, hai chiều đối với tất cả các phương tiện. Đường Hai Bà Trưng, đoạn từ ngã 4 Đạp Công Nhân đến ngã 4 Hai Bà Trưng, Mê Linh, hai chiều với tất cả các phương tiện. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn Quán Hoa Trung Tâm, đoạn từ ngã 4 Hoàng Văn Thụ, Quang Trung đến ngã 4 Cầu Đất, Nguyễn Đức Cảnh, hai chiều đối với tất cả các phương tiện. Đường Trước Tượng Nữ Tướng Lê Chân, đoạn từ ngã 4 giao cắt với đường Quang Trung đến ngã 4 giao cắt với Nguyễn Đức Cảnh, một chiều đối với tất cả các phương tiện. Đường Lê Chân, đoạn từ ngã 4 Cầu Đất Lê Chân đến ngã 3 Mê Linh Lê Chân, một chiều đối với ô tô, hai chiều đối với xe máy, xe đạp và xe thô sơ. Trong mục theo dòng thời sự cuối tuần qua, chúng tôi đã phản ánh tình trạng một số hộ dân đã tự ý lấn chiếm sử dụng vỉa hè khu vực nhà ga bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp làm nơi kinh doanh buôn bán, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và quá trình điều trị của các bệnh nhân. Ngay sau khi thông tin được phản ánh, phường Cát Dài, quận Lê Chân đã nhanh chóng tiếp thu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngay trong sáng nay, phường Cát Dài đã phối hợp cùng bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp tổ chức lực lượng phương tiện tháo dỡ các lều quán trụ điện xây dựng sai quy định, hoàn trả lại toàn bộ khu vực vỉa hè trước đây đã bị ba hộ kinh doanh lấn chiếm sử dụng nhiều năm, xóa bỏ hình ảnh xấu xí nhếch nhác bấy lâu, đồng thời mở lại cửa thông gió vốn trước đây luôn phải đóng kín. Toàn bộ cái vỉa hè xung quanh bệnh viện Việt và tuyến đường Nhật Thương cũng đã giải quyết được 24/24 giờ. Tuy nhiên ở phía đường Hai Bà Trưng ở khu nhà ga thì còn 3 hộ. Đây là lỗi của phường. Vừa qua thì tiếp nhận thông tin đường nước nóng qua đài truyền hình, thì trong ngay ngày hôm sau thì chúng tôi cũng đã họp và triển khai phối hợp cùng bệnh viện để mà giải tỏa, mời các hộ họp và đề nghị các hộ di chuyển địa điểm khác bán hàng. Đồng thời là tổ chức tổng vệ sinh môi trường chỗ này và quyết tâm giữ vững để đảm bảo cái trật tự đường hè xung quanh bệnh viện Tiệp, thực hiện tốt cái mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa chính quyền địa phương với bệnh viện Hữu Nghị Tiệp. Cùng với kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, phường Cát Dài tăng cường tuyên truyền tới nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị. Thời gian qua, thực hiện hiệu quả mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, phường Cát Dài đã di rời được hơn 30 hộ kinh doanh tại khu vực cổng chính bệnh viện, bước đầu bảo đảm an ninh trật tự mỹ quan đô thị khu vực xung quanh bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp và đường nhà thương. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết. Xin kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, do ảnh hưởng của rìa đông nam khối không khí nóng ở phía Tây,
nên ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày trời nắng. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Riêng khu vực vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp, có trục ở vào khoảng từ 25 đến 27 độ vĩ Bắc, nối với khối không khí nóng ở phía Tây bị nén. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam của rãnh áp thấp này. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực phổ biến từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 31 đến 33 độ trên toàn khu vực. Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên, miền Đông Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực của Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.